Hiền đây, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người thực hiện phần điệp khúc của bài Hãy Là của Ngâm Thu nhé. Clip này mình sẽ vào nhạc để làm 100% với mọi người. Về phần các chi tiết thì mình sẽ làm riêng một video và mình sẽ cả link ở phía dưới phần mô tả hoặc là ở trên mạng các bạn cùng theo dõi nhé. Trước tiên thì các bạn hãy like và subscribe ủng hộ mình nhé. Cùng vào nhạc nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.